Ở Bích anh rê trên vũ ca bản là thằng đại ca này hay lắm. Rê thử ca bản thằng đại ca này hay lắm. Gõ tâm mới gõ nhẹ 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 về quê đừng cho lắp cái nè. Chiều gõ bo hay là gà đại ca tung vật khắp chốn giang hồ dòng đời đổi thay như dòng máu chảy về tiền chỉ vì yêu em anh đi quay xế dưng đồ trời ơi chị nội đụng quá gì đâu hả yêu em dạng dòng em không thiếu chi. Anh sao nè một ngày không xa cuối cùng anh cũng vô tù nằm phòng biệt giam đêm về nghe gió gọi tên một phần cơm canh ăn sao cho nói bây giờ gạo thì hói tanh cơm canh muối mặn sao ăn. Anh Vũ đúng rồi, có anh Vũ nữa. Ngày mình bị thua đau lòng đứng trước mẹ hiền gục đầu ăn năn hai hàng nước mắt lệ rơi đừng buồn mẹ rồi sẽ trở về đừng buồn ba ơi năm năm chỉ là giấc mơ từ từ xe lăn lăn đều trên khắp nẻo đường lòng chợt nhận ra chỉ hòa mơ cổng chờ con dựa vào bê xê anh em nó vẫy tay chào nhìn vào A B chung thân tử hình thấy ghê đêm qua đêm mẹ đời lạnh lùng âm thầm thoáng trách người xưa thoáng trách người xưa ham chi cuộc sống đua đòi hoài xế ăn bài trên khắp nẻo đường cuối phố giờ con vô đây con thương cha nhớ mẹ từng đêm con ai muộn rồi con một ngày không xa cuối cùng anh cũng trở về cái gì cầm tờ lệnh tha quay về phố phố ngày xưa tìm gặp con thơ con em hỏi chú tên gì lòng buồn rưng rưng quay lên cuối mạng bước đi rồi á chơi bài cái búp bê đây mừng
đó con nha. Em nhỏ bé nhưng ước nguyện em thật nhiều. Ngày nào em nói dáng em đẹp như búp bê. Và thường bao anh có khi nào nhớ em nhiều. Ngày hồn búp bay. Và thường nhớ lúc anh đang hôn em đẹp. Cắm sát vào hồng muôn số kiếp ghép lên đây đau thương vì tao quá đã an bài. Còn mình tôi ướm phân lửa làn khóc khi duyên bé bàn. Nên chưa yêu đời, tiền đời bạc trắng như môi. Đồ hôn thứ nhân cho người yêu, để người mang đến bao sầu đau. Anh ơi, đang ghê à? Dạ không có anh ơi, em lên trên chỗ tiến sĩ, lên trên hút một chê. Dạ. Tôi đây chẳng đáng coi, góc món đây đâu buồn, đèn điểm bóng mơ nhạt nhỏ, hồn lắng tâm tư. Không có nói rồi, để bữa nào anh em xuống quán chê. Đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Dạ, thuận thuận sắc màu. Ngày nào tay trong tay, lối về cùng hẹn hò. Chiều em giấc mong vừa cho tình thắm môi hồng. Đêm dài lụ liền, nghẹn ngào trong thương nhớ. Vì mai bước theo chồng. Nói em đừng nói những lời gì cho nhau, tình đầu hay tình cuối. Vì em như sân ga bé nhỏ, con tàu về cầm bên đó rồi đi. Tùy em yêu anh, số phận làm thân con gái. Một lần lỡ yêu rồi là đau đớn cả đời. Thôi đừng câm nín, dù sao đi nữa anh chấp nhận những chuyện không may. Vô bạn ơi. Mới là buồn nè, quá buồn luôn, quá buồn luôn. À, không lẽ đập đầu vô gối chết, bắp dài chết luôn. Trường xưa sao vẫn bóng em tôi, lấy chồng ở đâu còn đi học đâu. Don't.
luôn rồi á. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về dưới các bụi mờ thì cũng đều đòi tay chăng. Ừ, chào em. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đã có, không ganh ghét hơn thù, chẳng dán dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là các về các bụi thì xin đừng toan tính thiệt thua. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con cho vui đã có, mai xa kiếp con người về dưới các bụi mờ. Sáng ngày anh em ra đây đêm dài tháo thân nhân là bốn bức tượng cao. Đúng rồi, la không có cao đâu. Không cao hả? La vừa, lên nó la anh Vũ cao cũng nổi nữa. Lên la đi, la. La mới đúng. Lên la đi. Vậy vô, vô. Đêm. Đúng rồi. Vô cao hơn. Anh đánh la. Áo thơm nhìn cánh. Ca gì hồi đó? Cố lòng. Bức tượng cao nơi lao. Nhớ kỷ niệm xưa, hai đứa dưới ánh trăng tề, ước nguyện cùng nhau, ta mơ ước sang giàu. Anh đành đi cướp để kiếm tiền, kiếm tiền nuôi em. Ngày sau nè em mơ
để kiếm tiền, kiếm tiền cho em đua đòi theo lối sông, kiếm tiền cho em mua cà gá cứng hốt xoàn, kiếm tiền cho em nè không thua suốt một hai. Nhưng rồi năm tháng lại quá dần, không một ngày kia anh bị công an bắt, muốn gặp lại em trong giây phút sau cùng, những cặp cổng kia siết cứng tay anh rồi. Không nhịp không được, có nhịp học mới được. 68 câu luôn. 68 câu. Không phải đi học 6 câu. Đi học 6 câu. Đó đây. Dạ này. Sao à, anh Tấn nói. Đang ngủ. Nghe nói. Đá mì trong
Khi xưa con yêu em nói yêu mình anh, đến nay đành tâm em bỏ anh, đi sang Hồng Kông làm dâu được không, nhà người ta có tốt không vậy em? Riêng anh giờ đây sống trong tù giam, biết bao giờ ra sao đắng cay. Mong cho đời em giàu sang thành công, chuyện tình ta hãy quên đi người ơi. Ngày công an đến đứa còng giao tay anh, để chàng tụng rơi mà thấy thương cho người mẹ già. Bỏ lại sau lưng thằng em ngơ ngác đứng trông theo mắt đờm bồn. Đừng buồn ba ơi, vì định mệnh con xuôi, tại chơi không thương đành bắt con vào chốn lao tù. Bước vô trại giam hồi từng anh lớn, mà đời thằng Vũ đang không có tương lai ngày mai. Tôi bước vào cà phê Linh, vào quán Linh tôi uống cà phê rồi. Khi bước vào trong quán này có con gỡ nhỏ xíu nó hỏi anh dùng thử chi. Ở đây mà không có tranh dây, mà không có tranh đường, mà chỉ toàn tranh rơm. Nó hỏi anh uống thử gì, tôi suy nghĩ một hồi rồi kêu đại lý Sambo chơi. Xong rồi đi xem phim vào Đại Nam, tôi coi cá mập lên bờ. Khi bước hàng mua vé vào, có hai ba thằng nhóc nó thò tay móc tờ trăm đô. Ở đây mà không có công an, không có văn phòng lấy lại giùm tôi. Sao tôi hên à, mà tôi có con bầu, chuyên môn giật đầu lấy lại cho tôi. Tôi bước vào chợ Hóc Môn, sao gặp con gơ nó đeo còng dây chuyền. Tôi mới thò tay bấm liền mà có hai ba thằng ép nó dìu tôi đến đường Quang Trung. Ở đây không có em yêu, không có giang hồ cứu giùm mà đợi tôi. Nó đánh tôi, nó đánh xong rồi, nó dắt về phường lập biên bản đưa đi. Tôi bước vào trại tập trung, thầy hãy tin em đã có chồng. Khi cán bộ đưa tôi về, tôi thấy em đi ngoài phố đang cầm tay với thằng Gia Châu. Trời ơi, sao em nỡ sang ngang, em nỡ qua cầu, em đã phụ tình tôi. Em hỡi em, chứ em tưởng em giàu, em chơi tình xấu là đâu được em ơi. Sao bà tư bà mà đụng má gì không được nha. Em thích đùa đời theo cái kiểu hai giây. Đại bà
bà ba mặt biết luôn nói à. Gì đây anh đành đi cướp giật giật cho em anh biết giật gì bây giờ cà ga xi măng bông tay sợi dây chuyền quần áo ghim em mang đôi dài hai quay em tung tăng trên cả quán cà phê quen em đi mau kéo chế chiến hòa đêm bên bức rồi đến sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm vì Dũng ba tô bắt anh vào mà tình chi anh không khai nó quýnh anh bầm dài anh à. Rồi đến sáng hôm sau anh có lệnh đi trường. Trường nào? Đồng phú ca ba à, làm gì mà ăn cơm ăn không no cuộc đời phê thật là phê. Em ơi em nó đánh anh quẳng dài nó đánh hỡi cán bộ ơi giúp giùm em cái tàu chứ là sao nè em để mau mau thu xếp về gia đình cái đàn em sẽ buồn ngày mai đến nhà hãy tin anh bày bằng hèn chi hôm quá ngủ đi mà không dám đi làm chi muôn hàng trắng thấy không quê em quá. Chúng ba y tinh thầm một giai nhân
thằng thầm nguy hiểm lắm nghe, thà lộ luôn, có sao thằng thầm nguy hiểm lắm. Lần ghé về thăm, bao lần tôi ước nguyện tình yêu đưa đến cao nhau. Ngờ đầu giống vào đến, làm chim kia gầy cánh, mối tình xây tan rồi. Tình thay chẳng đổi đen, tham giao sáng phù khó, còn tôi mang tiếng nghèo. Hết pin nữa. Hoàng
đây. Bên nó rồi đây không vậy mà vẫn kiếm chơi được không? Này cô bán kèn, cô cho tôi mượn một tép đi cô. À, hàng muốn mà mượn vậy tôi quá mua thiếu nó còn quán nữa mượn nên mới mua thiếu cô. Cô hai cô đừng có bơ chết tôi. Bán bánh khọt mà chúng ta có.